Này, anh cho em gói bento này, siêu cay siêu ngon luôn. Này, em ăn đi. Ở đây bóc ra. Em ăn từ từ thôi. Anh em ở đây ăn nhá. Anh nhìn làm nhá. Ồ, con làm gì mấy con bento ngon thế? Giả cướp mới được. Con này đây, đây này. Xấu xí nhiều này, không ngờ ăn bento. Hoàn hết nhỉ. Ồ, em xem lấy bento của người Dương. Giải đây. Cứ quay ra đây. Này của người Dương mà. Này người Dương ơi, bento của anh, của em này. Anh cười đi em này này. Làm sao em ăn mà em bị cướp nhá, em hú cho anh. Để anh quay lại em gọi em luôn. Đấy em ạ, để anh ngồi đây trông cho em ăn nhá. Người Dương ơi, anh có gói chân gà sốt nóng cho em này. Nè, đây để anh bóc cho em ăn nhá. Đấy, xé ra. Đây, em ăn từng cái một thôi. Thôi mết. Đấy. Em ăn từng cái một thôi nhá, không có nghe em. Em đưa em ăn nhá. Thôi để anh đi ra kia anh làm, anh kiếm tiền đi mua ăn tiếp cho em nhá. Chán thế nhở. À đây rồi, có con mồi rồi. Giả cướp mới được. Con người Dương mày ăn cái gì ơi? Chung mày không ăn. Cái loại người như mày á, không thường ăn. Ăn cái này đâu. Đấy mà mơ. Ơ, con gì, con anh. Sao mày lại lấy người Dương? Này của em đây. Ai cho em lấy đồ ăn của người Dương? Em quay đây và xin lỗi người Dương nhanh lên. Nhanh lên. Ăn đồ ăn của người Dương. Em đi đi. Người Dương ơi, này. Em xem em mua gì cho em này, xúc xích cao bồi đấy. Ngon lắm, để anh nát cho em ăn nhá. Ồ. Trong đây có 4 cây luôn này. Đây mình cất 2 cây đi, mình nát 2 cây trước nhá. Đây, quay gia vị đây. Đây để anh nát cho em ăn nhá. Ấy, đây là để anh. Thêm xem nào, thơm lắm. Em ăn đi. Đây em sớm em xin đây để anh xin em. Đấy, em ăn từ từ thôi nhá. Em ăn đi nhá, để anh ra kia anh làm vườn em nhá. Con xúc xích để ăn, giả cướp mới được. Đưa đây. Mẹ ăn xúc xích của ta muốn cho tao ăn với. Mua em ăn nữa nhá. Em ăn ngon nhỉ. Ơi đưa cất lại đi nhá. Mai anh mua em ăn nữa nhá. Ăn đông béo không có ở nhà. Cơ hội của mình đến rồi. Đây rồi. Đây, cho cháu một xúc xích cho mồi. Đây, cái hộp của cháu đây hết 10.000. Cháu xin. Bà không cần phải trả lại. Cháu là người có tiền. Nhưng bà cho giờ này cháu. Hôm nay con này còn lấy đâu nắm tiền đấy nhở? Con dở hơi này.